Đi ra ngoài đường là không sợ mất xe, nhưng mà lại sợ mất nón. Đặc biệt là mấy cái nón dạng này nè. Đây là cái nón bảo hiểm Royal MD07 mà tôi vừa mới tậu về. Cầm trên tay thì thấy nhẹ, còn đội lên đầu thì thấy mát. Nón được thiết kế đội khá êm và đẹp nên cứ hở ra là mất. Treo ở đây lại có đứa tiện tay đi ngang qua mượn và không biết khi nào nó mới trả lại nữa. Còn móc vô cớp như thế này, nếu mà không cẩn thận thì nó lại bị bể cái khóa cài giống như thế này, mà cũng chưa chắc đã an toàn nữa. Cho nên cách an toàn nhất đó chính là bỏ thẳng cái nón vô cớp luôn, và nhớ dọn cớp để mà còn có chỗ để nón. Ok, à quên nữa, cái nón này cũng có thể cân chỉnh sao cho nó phù hợp cái size đầu của anh em nữa nha.